Hello, An Tahsi xin chào tất cả mọi người nhé. Đây, hiện tại An Tahsi đã phát hiện ra con kỳ nhông đầu xanh rồi. Ta cùng tiếp cận con kỳ nhông đầu xanh nào. Đây. Wow, tự nhiên cuối chiều rồi mà chúng vẫn đang đổi màu rất là tuyệt vời nha mọi người. Đó. Đẹp nha mọi người. Wow. Rồi. Bye bye.